Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, luôn luôn đạt được những gì như ý. Các bạn thân mến, sẵn dịp đến cái chợ hoa của thuộc phường 3, thành phố Tân An của tỉnh Long An, làm clip chia sẻ về một số báo giá, một số cây mai năm thu tranh thủ, làm cái clip nhỏ nhỏ mời các bạn tham quan cái khu vực bán cây kiển của cái nơi này các bạn ha. Các bạn thân mến, thì năm nay thì so với một số địa điểm khác thì nó nằm chung cái số phận là đa số thì khách thương lái mỗi năm thì người ta về đây rất là nhiều. Năm nay cũng có một số gian hàng còn trống, chính vì một số gian hàng trống như thế mà khách hàng người ta lại đổ xô người ta mua, thành ra mặt hàng bông hôm nay bán rất là chạy các bạn. Ở khu vực này thì bán chạy lắm, khu vực khác thì sao thì nông thôn không biết. Thôi bây giờ xin mời các bạn theo chân anh Ân ha, thổ địa khu vực này, để anh mời các bạn thông quan một vòng đi từ đầu chợ đến cuối chợ luôn nha Ân. Chúng ta quan chợ qua xứ Long An, năm nay là chỉ có Long An mình là ok nhất nha. Rồi tới luôn mất tay. Rồi đi từ từ em cảm thấy Long An Trung Dũng Trung Cường. Rồi ở đây là họ bán qua giấy nè hả? Đó, thấy không? Đợt xe. Rồi chậm đó. Nói cho gần như chậm vậy ha. Giấy năm nay rất đẹp ha. Sao chị, năm nay mua bán là gì được không chị? Chị? Năm nay mua bán gì được không? Hôm nay em có... Trời ơi, đang quay phim mà chị nó bán ế. Đang đưa lên YouTube luôn á. Rồi mỗi một chậu vậy thì mình ra bao nhiêu vậy chị? Cái lô số 43. Hả? Này đưa lên YouTube là em phải trả tiền phí quay à. Trả tiền phí luôn nhiêu? Muốn nhiều, muốn gì cũng được á. Muốn nhậu có nhậu, muốn cà phê có cà phê. Hôm nay bông giấy trung bình khoảng như chậu chị? Khoảng cái này có 200 mấy chậu hả? Rồi, loại nhỏ 200, loại bự 300, ở ngoài trước cửa thì 500 chị. Vậy hợp lý bà con ơi. Lô số 43, bà con nào có ủng hộ qua giấy của chị gì, chị tên gì chị? Là chị Hương ha. Bà con nào ở khu vực thành phố Tân An mình ra ủng hộ chị Hương nha, lô giấy. À, còn sớm mà cứ từ từ, nay sớm mà cứ từ từ. Rồi, từ từ thì cháu nó cũng dự thôi ha. Thì qua dân khác đi anh. Gớm. Gớm. Để mình chạy qua khu vực cái bông cúc kìa. Cúc kìa kìa. Đồng gớm. Hồi Tết người ta cũng thường ta mua này nhiều lắm ạ. Nói chung là vào chủ mặt hàng đó. Ở đây là cúc mâm xôi nè các bạn. Cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi. Qua đây mình thảo qua chỗ nè. Cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi này đẹp quá ha. À, cô cho anh chia sẻ chút xíu nha cô. Đang quay cái khung cảnh của cái hội hoa xuân của mình đó. Chị cô có thể tham khảo cô ở quê cô ở đâu? Chợ Lách. Chợ Lách quê cô ở Chợ Lách. Cô lên năm nay cô lên được nhiều không cô? Nhiều. Giá cả của mình năm nay thấy không có cô nhiều bình phải không? Trung bình hả? Trăm mấy hai trăm tùy theo chỗ lớn chỗ nhỏ, tùy theo chỗ lớn chỗ nhỏ. Ủa ô của mình ô số mấy cô? 48 49. 48 49. Lô 48 49. Mình thấy cái lô ở đây hình như là so với Phú Mỹ Hưng thì cái lô đây nó ngắn ngủn hay nó nhỏ hơn Phú Mỹ Hưng nó dài. Ở ngoài nó có chút xíu. Phú Mỹ Hưng cái lô nó dài lắm. Cô tên gì? Cô tên gì? Tên Phi. Cô Phi. Đây là. Con ở khu vực phố Tân An, ủng hộ qua cúc cho cô Phi nha. Ủng hộ qua cúc đây. Lô của mã số 48 49. Từ 150 đến 200. Dạ. Hôm nay không biết là thôi giờ chúc chị mưa may bán đất ha. Thôi mình qua khu vực khác để ăn đi. Tới luôn bác tài. Bên kia có bán gì không ta? Đây là toàn là mai ha. Bên kia không có nó ăn đi nhấp vòng luôn đi. Mà sẵn gì mà mời các bạn đi tham quan qua cái khu vực này ha. Cái khu vực thành phố Tân An thì Nông Thu đã đến đây hôm nay là mình đến lần thứ hai rồi các bạn.
so với mọi năm là rất là rộng so với mọi năm. Các bạn thấy có những cái lô trống trống như thế này là người ta không có đăng ký á. Đây là vùng giấy đẹp ha, giấy này rất là đẹp, rất là vùng giấy, vùng giấy đẹp quá. Hôm nay vùng giấy lên ngôi. Sứ cái kỳ duyên, sứ kỳ duyên, mình nghĩ là quay sứ kỳ duyên như là năm ngoái cái gian hàng nó năm rồi anh cũng có quay cái hàng này mà có quay rồi phải không, năm ngoái có quay không à. Đây sứ kỳ duyên nữa các bạn chạy cho chia sẻ phía em chạy cái sứ của mình là ở đâu lên dạ nó lấy dung luôn nè, lấy dung à, lấy dung rồi cái mẹ gì vậy với em à, sứ đây là kỳ duyên đúng không? Dạ à, kỳ duyên. À, kỳ duyên này là loại hàng duyên, tôi phải ghép đúng không? Này, duyên này. À, ghép là hàng mặt hàng bên kia. Hàng xứ hàng không có ghép. Xứ hàng không có ghép. Hoa năm. Bữa nay lên rồi bán có bán được gì chứ cưng? Dạ bán cũng lây rai. Lây rai hả? Còn những cây này vậy thì mình ra bao nhiêu tiền một chậu? Mình ghép 200 chậu. 200, 400. Ví dụ đi chẳng hạn bây giờ cái chậu như là mình cỡ bao nhiêu tiền vậy? Xin chào chị. Dạ. À, năm rồi. Đây, rồi hình như có gặp chị năm ngoái rồi, dạ, mình cũng quay rồi. Phim, có nhớ không? Có quay rồi, phim năm ngoái có quay rồi mà. Hôm nay cũng quay lại thành phố Tân An. Sứ này năm nay giá cả của mình là như vậy cô? Sứ này là sứ hạt quay tạo mà. Cái gì là 250 một chậu. 250 một chậu. Bông hai lớp, ba lớp. Cái dòng là dòng như cái bông một lớp này là 100 ngàn chậu rồi. Cái này là 100 ngàn nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn. Cô tên gì? Cô tên gì? Phạm Thị Đào. Cô Đào lô số 667. Con ở khu vực thành phố Tân An mình ra ủng hộ cái lô xíu này. Theo mình cảm nhận là cái lô xíu cũ rất là đẹp. Giá cả cũng hợp lý. Ra ủng hộ cô Đào nha. Cô Đào ở Lai Dung. Bên đây kỳ duyên này, ở đây là một chậu vậy, mình ra chậu này thì nó bao nhiêu? Một cặp vậy là 4 triệu nè, chậu vậy là 2 triệu. À, một cặp là 4 triệu, số kỳ duyên này là hàng này hàng duyên đúng không? Dạ. Hàng duyên. À, kỳ duyên rất là đẹp ha. Kỳ duyên rất là đẹp ha các bạn. Bông trai hoàng quả luôn. Kỳ duyên rất là đẹp. Chậu thứ của anh của mình không? Chậu thứ của người ta. Năm nào cũng lên đây hết. Dạ. Mình bán đây bao nhiêu năm rồi? Dạ mới bán năm rồi với năm nay hả anh ơi. Vậy là 2 năm đều gặp tôi hết. Năm rồi kế lô mình nay hả anh? Ừ năm rồi như kế cái lô ăn ngoài kia phải không? À. Năm rồi lên đây giờ như bên kia. À năm rồi ăn ngoài kế bên hả? Rồi em mai đây nè. Này nó bán mai. Cái em mới giờ vô à sao? À. Rất là đẹp hả các bạn ha. À, chuyên về sứ. Cái này đẹp hả? Cái này tên gì đây? Dạ cái đó giống mô đò mà chưa có đặt tên. À mô đò chưa có tên hả? Dạ. Ủa mô, thường thường mô đò phải có tên ghép, đã ghép mà, sứ ghép. Cái đó là mình đặt tên mà mình chưa có đặt tên. Chưa có đặt tên hả? Mà đẹp quá ta. Ừ nó. Cái giống này nè anh. Ừ. Rạng đông. Ờ rạng đông, à có rạng đông, rạng đông. Ghép 2 màu. Ừ. Cái này ghép 2 màu. Ừ rạng đông, cái này kia gì? Cái này màu tím tên gì? Tím cộng hả? Dạ. Đẹp ha, đẹp đây. Cái màu nó cũng đẹp. Ừ, như đây là cái màu đẹp. Như là cái sứ này như là sứ của Thái vậy sao, hay là Long vậy? Dạ, giống Thái giống Đài Loan. Ừ. Cái này là T. Ờ. Cái này là T1 mà. Ừ, T1. Dạ. Ừ, T1. Đẹp quá ha. Dạ, cái này Long Thành. À, Long Thành. Cái này thì cái Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Quá trời sứ các bạn. Mình chia sẻ bên đây luôn. Ok. Bông gì nữa nè. Ok, để Nam Thu chia sẻ cho các bạn ha. Ở đây là cái lô của chị gì?
đào. Chị đào ha, cái lô của chị đào. Đây là cái giá cái đầu tiên, cái này là bên này là 2 triệu một cây hả? Dạ. 2 triệu một cây. Dạ. Còn cái lô hàng xin này là 250 cây. 250 cây, còn cái bên đó đây 200. Cái bên. Cái 200. Dạ. À. Đây 300 đó 400. 300 bên kia 400. Dạ. À ha. Thôi Nam Thu đến đây để chia sẻ với các bạn, nếu mà yêu thích cây sứ thì các bạn ghé đây ủng hộ chị ha. Thôi chúc chị mua may bán đắt ha. Bây giờ mình qua gian hàng kế bên các bạn ơi, xin mời các bạn. Rồi. Đây, gian hàng kế tiếp. Cây này là cây xin chào bà chủ. Dạ. Hạng mình ở đâu vậy ta? Có thể bật mí được không? Hậu Nghĩa Đức Hòa. Lấy xà đép. Dạ. Cây này là cây cây sống đời chuông á chú. Sống đời chuông. Dạ. Nè, nó ra chuông vậy luôn nè chú. Nè, ba cái này là nó ra chuông nè, nè y như vậy luôn nè đó. Chứ, nằm ở nó có bông đi luôn nè. Dạ. Nó có bông luôn trong cái cây con có phải không? Dạ. Nó cứ ngộ vậy ha. Dạ. Chứ cái thân này mình thấy nó có cái giống này có lâu đời rồi, nhưng mà giờ tự nhiên nó vừa có lá non, nó vừa có bông luôn cũng vậy. Cái giống mà lâu đời là nó không có này chú. Cái này là giống nó mới luôn nè. Dạ, này giống mới năm rồi á. Cái này là ví dụ mình một chậu gì là bao nhiêu tiền? Một cặp 150 à. Cặp 150. Dạ rẻ hơn năm rồi bán 200 mà chạy năm nay bán 100. Nhưng mà tình hình hôm nay thấy chậm. Cô, cái lô của mình số mấy cô? Nó lô 12, 13. Dạ, lô 12, 13. Con ở thành phố, khu vực thành phố Tân An có yêu thích cây sống đời này thì ra lô 12, 13 nghe bà con. Còn cái cây kia là cây dạ, cắt tường á chú. Cắt tường bao nhiêu? Cắt tường 3 màu á chú. Cắt tường này mình ra bao nhiêu con chậu? Con bán 150 cặp luôn. 150 cặp. Mà nó 3 màu này chú. Nè chú, 3 màu. Nó 3 màu. Đây cho con mượn một. Đây này, chậu này nè, chậu này 3 màu. Nó một cây nó ba màu hay là ba cây? Một ba cây mà vô chậu ba màu. Chậu ba màu. Cái kiểu rất là đẹp nhau đó. Cắt tường là chơi bền ha. Dạ nó quá rồi. Nó chơi bền, này chơi kịp Tết nè, này vừa Tết. Này vừa cặp. Rồi bà con nào có yêu thích sống đời. Rồi cái này là cái gì mới nhắc tới cắt tường. Cắt tường, cắt tường. Thì ra cái lô của cô ở đây. Rồi cúc mình năm nay mình giá mình ra làm sao? Dạ con bán 107 cặp, nếu mà ấy con bán 106 bán đại cho rồi. Nhưng mà so với năm nay với năm nay nó năm nay rẻ hơn. Nó rẻ hơn năm rồi. Dạ năm rồi là 208. Năm rồi là 208, năm nay rẻ hơn. Dạ. Vậy hồi nãy nghe Ân nói lúc này mấy người bán bông trúng quá, nó bán mai ế. Trời ơi, ơi quá chú ơi. Vậy mà Ân vậy mà Ân nói là bán bông ra, bán bông đất rồi bán mai ế, tại vì Ân nó bán mai mà. Người ta chở nhiều quá mà. Dạ giờ gì cũng ế quá chú ơi, dịch này gì ế. Bao nhiêu cúc giờ là nhiêu cô? Cúc 107 cặp. 107 cặp hả? Con coi rất là đẹp, cái màu rất là tươi luôn. Này vàng hè. Theo cô chia sẻ là cái này 150 à. Cúc Hà Lan. Cái này vàng hè 150, còn cúc Hà Lan mới đó. Cái này vàng hè. Cái này vàng hè. Nói chung là mình không có gần về ba cái vòng qua nha bà con. Dạ. Thì cô chia sẻ là cúc này màu vàng hè 150 một cặp. Nhưng từ từ còn mấy ngày nữa mới hết, mà cái hy vọng rằng những ngày giáp Tết thì cái số lượng bông nó số hơn ha. Dạ. Cái này nguyên ca cặp anh 106 á chị. Ba màu á chị. Rồi anh ơi, mình qua chỗ khác đi anh. Rồi đi tiếp tục, chào nha. Chào mấy em. Mấy cưng. Rồi xin chào mấy em ha. Rồi chúc mua may bán đất. Dạ. Ăn Tết vui vẻ đi, tranh thủ bán hết rồi về nhà ăn Tết. Thôi chúc bà chủ mua may bán đất ha. Dạ con cảm ơn chú. Kênh chú kênh gì đăng về con mở ăn con coi. Kênh Thu Bonsai. Dạ. Cô bán sang nhà mai con. Rồi xin mời các bạn tiếp tục cuộc hành trình. Rồi tới luôn bắt tay ơi. Đủ loại mặt hàng hết bà con ơi. Hàng lan đẹp quá ha. Đây, qua lan. Đẹp quá, lan đẹp quá, vô cái hàng lan này là không có muốn về. Ủa tới hàng của anh rồi bạn, cho nó đưa vòng vòng cái mình mất phương hướng luôn á. Ông lan đẹp ha. Như năm ngoái ăn cũng gần cái hàng lan. Bà chủ ơi, bà chia sẻ chút xíu bà chủ ơi. Bông hoa sắc màu. Hàng lan này nha bà con. Hả? Vì người không có đẹp đứng lên. Không phải, tại vì đeo khẩu trang rồi đưa hình tăng đâu thấy gì đâu, có thấy một cục vàng khè mà. Ở cái lan này ở đâu vậy cô chủ? Dạ, lan này chủ yếu là vườn ở Bảo Lộc Lâm Đồng lên. Dạ.
Con bà chủ chia sẻ mấy cái giống lan này giúp. Còn cái này là cái gì? Cái này là nắp ấm, cái nắp ấm. Nắp ấm. Dạ. Để bắt cá bắt rùi. Dạ, bắt côn trùng, bắt rùi đó. Bắt chuột được không? Thân. Có con chuột nó chui vô dạ, nó chắc chuột bắt nó chứ. Tự bắt chuột được tôi mua cặp về trà tôi chuột lắc nhiều lắm dạ. Cho nó chui vô chỗ chui vô. nói đồ cho vui thôi. Cái tình hình năm nay thì theo em thì cái cây kiểm của mình nó như năm nay với năm vừa rồi mình thấy nó có cái gì phấn khởi hơn không? Dạ, năm nay thì chắc tình hình chung là do dịch thành ra là bà con cũng ngại vấn đề đi chợ rồi cái người bán cũng vậy cũng ngại cái vấn đề nhập về tình hình như vậy rồi cũng khó. Dạ, hàng này là năm nay thì nói chung đẹp. Hôm nay là ngày 24 Tết ha. Dạ, mình thấy có một số gian hàng cũ trống rất là nhiều là họ không thuê hay là họ chưa đến. Có một số là họ không thuê họ sang lại luôn tại vì tình hình dịch. Họ trống nhiều. Là còn cái thứ hai đó là cũng do là họ bán hàng bông giống như vậy họ rồi lên khoảng 25-26 tao mới lên. À 25-26 tao mới lên. Cái này cũng chia sẻ cho bà con mình luôn thì cũng có cái chỉ thị của ban tổ chức chợ Hoa Xuân thành phố Tân An thì chợ Hoa Xuân thành phố Tân An vẫn mở bình thường. Thứ ra bà con mình cứ đừng có ngại cái vấn đề đi chợ, cứ việc đi chợ nhưng mà vẫn đeo khẩu trang rồi vô cho nó ấy nha bà con. Tiếp xúc với chứ là bà con đừng có ngại. Thì mình tự bảo vệ mình đi. Ở Sài Gòn thì người ta vẫn mở, như là năm ở Sài Gòn, năm vẫn vô cái chợ Hoa Xuân của Phú Mỹ Hưng. Rồi những cái chợ, những cái công viên đó họ vẫn mở bình thường, họ vẫn bán bình thường. Mở rồi. Có cái chỉ thị thông báo của cây này cái gì? Gọi là cái không khí. Cái không khí là cái không khí nó, tức là nó không có cần phân hướng gì hết. Nó tự nó sống hả? Tự sống, tưới nước mỗi ngày. Cái này là loại không khí hai loại luôn nha. Cái này cây khác, cái này cây khác. Rồi, bây giờ bà chị chủ bây giờ chị báo giá giùm em luôn ha. Ví dụ bà con mình có ở khu vực có chừng đúng ghé có chừng khu vực thành phố Tân An mình thấy đẹp và bà con mình đã ủng hộ. Giá nó dao động từ 200 tới 250 một cây tùy nó như vậy này nha bà con. Cái dòng này dòng gì chị? Dạ hồ điệp lớn. Cái này là hồ điệp lớn nha bà con. Thì cái lô của chị này á thì ở ngay cổng lớn của thành phố Tân An mình, chợ Hoa Xuân thành phố Tân An mình ngó thẳng vô là thấy cái lô lan này. Các bạn vừa vô cổng chính các bạn đâm thẳng vô rồi tới gặp cô chủ liền, cô chủ xinh đẹp của dòng lan này. Cái dòng này là lan hồ điệp. Lan ba hình ạ. Lan ba hình. Lan đẹp. Còn thấy hàng như đây các bạn vô. Cái đó cũng là hồ đẹp luôn. Hồ đẹp ha. Nhưng mà cái màu nó khác ha. Dạ, màu nó khác. Đó, màu nó lạ, màu cam. Cái này cũng giá cũng vậy luôn hả chị? Dạ, cũng dao động từ 200 tới 250. 200 tới 250 nha bà con. Dạ. Em cảm nhận thì lá rất đẹp, rất tốt. Rồi, cái năm ri qua cái cổng về nó ngó thẳng vô đây là cái gian hàng của chị mình nha. Chị tên gì? Dạ, nghe chị Minh ạ. À. Chị Minh. Rồi, gian hàng của chị Minh. Thấy là rất là đẹp luôn. Rất đẹp ha. Qua bốn cái chậu vô phân sẵn bán chùm luôn không? Anh năm nay anh bán chậu không anh Dũng? Đây là các bạn, đây là cái khu vực, đây là cái chỗ trước cửa cổng là chợ Hoa Xuân Tân Sở của thành phố Tân An. Từ đây nó thuộc phường 3 phải không? Phường phường 3. Các bạn đi thẳng vô là gặp cái vườn lan của cô này đây, đây cái shop cũng là. Ồ đẹp quá. Ồ đẹp quá ha. Theo mình cảm nhận thì cái độ trang trí của cái shop lan này theo mình rất đẹp. Hai màu, một màu vàng và một màu trắng. Một cái chậu mình ra bao nhiêu một cái này cũng hồ đẹp luôn hả chị? Dạ hồ đẹp luôn. Hồ đẹp luôn. Dạ, chậu đó tầm khoảng 2.7 đến 3 triệu. 2.7 3 triệu. Dạ, cái chậu này là có thể là khách hàng mình có thể là mình đặt theo những cái bông như mình muốn. Dạ, đúng ý rồi. Được không? Theo ý của khách hàng. Theo ý khách hàng đúng dạ, không? Dạ, rồi. Cũng có một số khách hàng là yêu cầu là giờ tôi muốn đặt cái chậu đó gồm 3 màu và xây một hướng hay là xây vòng tùy theo khách hàng yêu cầu là mình tự vô. Cái này là người ta đã đặt mình. Dạ, ta đã đặt rồi. Chẳng hạn như đặt vậy là khoảng 2.5 triệu của 2.7 tới 3 triệu tùy theo cái dòng lan đó, tùy theo dòng lan. Đây là như là cái này gọi là cái mẫu thôi không dạ. Cái mẫu của dòng lan mình rất là nhiều đâu mới ra vậy đó chị Minh đó chị Minh đó là em của chị này nè chị Minh đâu rồi chị Minh xuất hiện coi rồi em mình nói địa phương này hay ở tỉnh khác mình lại đây mình phường 3 luôn là khu vực luôn vậy là gọi là dân khẩu địa đây ha gian hàng của chị nè
nãy tôi làm tôi review cho ông này xong rồi sẵn dịp ra rảnh rỗi giờ ông chở đi tham quan vòng thăm bà con cô bác mình thấy năm nay có tình hôm nay thế nào không đó, mình làm cái clip để mình chia sẻ thôi. Đây là hồ điệp mini, giống đột biến. Cưng quá ha. Dạ. Cưng quá. Năm ngoái mình cũng có làm lần rồi. Có. Hồi năm ngoái có làm rồi. Có quay rồi. Nó bên kia cái chậu mình lên giống vậy, nó màu tím nhỏ nhỏ, nó lên cái chậu vuông rất là đẹp. Cắt được chưa? Em hả? Được rồi, nổ được một cây rồi. Yên tâm đi. Cây của mai mai là nổ tới chục cây á. Cây của thằng ăn là ví dụ cây mai này mình có 200-300 ngàn thôi, cây của thằng ăn là mấy chục triệu. Đó, dân đứng đợi em nói cho anh vậy nè, hôm qua em có nói với em của sò là nó không có giống như lan. Tại vì mai á là giá trị nó chưa triệu không à. Đúng rồi. Mình muốn mở hàng cũng khó phải không anh Dũng? Đúng rồi, cái lan này mình bán kể như là 100 chậu mới bằng cây mai, mới bằng một chậu mai. Đó, em cũng muốn mở hàng lắm, tại nhiều người nói mình mở hàng nhanh nên nhiều khi muốn mở hàng mà không mở hàng được, bác không cho phép. Vô cái vườn lan này, vô cái khu vực lan này mình không muốn đi luôn á. Dạ, hết dấu. Và cái chiều, cái tầm chiều khoảng 6 giờ là phát sóng ha, mình phát sóng tầm 6 giờ chiều. Tôi đến đây năm nay lần thứ hai, đến đây mình cũng làm phim ở khu vực này. Mỗi khi tôi cộng tác với anh đây là cả năm đó chứ. Rồi thôi, xin chào ha. Chúc bà chủ mua mai bán đắt không? Rồi ăn Tết là vui vẻ, đầm ấm ra. Em cũng chúc anh vậy với mọi người Tết năm mới vui vẻ. Rồi, hẹn gặp lại trong những mùa xuân tới. Có lẽ mình đến đây là chuyến này chuyến cuối, rồi sang năm mình mới quay lại. Rồi, chào bà chủ, hẹn gặp mọi người ha. Mình đi chỗ khác đây anh ơi. Rồi tới luôn bắt tay. Video của mình nhiều chưa? Chưa. Mỹ Hồng nghe không hả? Mỹ Hồng. Gian hàng Mỹ Hồng. Mỹ Hồng anh hỏi cho tôi. Mỹ Hồng đây bên đây giá cũng đụng hàng với anh ha. Anh cũng có nhiều Mỹ Hồng. Hello. Chào chị. Chào bà chú. Dạ, bên đây kinh khu quân hai á, có xíu là tham quan cái nhà hàng của mình để coi tình hình bán của mình như thế nào. Cũng xin chị chia sẻ cho em chút xíu nha. Kinh khu quân sai là cái phim này mình sẽ quay, là các bạn đón xem cái tầm 6 giờ chiều hôm nay là nó sẽ có cái phim này. Dạ, trên YouTube hay là kênh YouTube là vô kinh khu quân sai. Khu quân sai nếu mà coi thì nhấp like, nhấp chuông ủng hộ cho mình cái. Dạ, chị chia sẻ một số mặt hàng của mình đi, đừng lô mình của mình số mấy là chị ở đâu tới. Em gái ơi, em có thể biết cái tên gì được không, tên gì với cái lô của mình là ở đâu đó, lô mình lô số mấy và đồng thời cái hàng này mình từ đâu về được không? Dạ. Em thì tên Mai, em tên... vườn của em thì cái bè lên. Dạ. Thì hôm em bán rồi, bắt đầu từ ngày mấy? Dạ. Ở đây là lô 140. Em bán là hôm bữa là 15. Chính đi thẳng vô. Chính đi thẳng vô nằm bên tay trái. Tay trái. Rồi. Là tình hình bán năm nay. Dạ, từ hôm nay bán thì thấy cũng ổn. Khách hàng đang chuộng cái bông Mỹ Hồng như vậy, Mỹ Vàng. Vậy là cái bông trang này là đang thực hiện hút hàng đúng không? Rồi chị chia sẻ giùm mình, chia sẻ mình tham khảo một chút giá được không? Bao giá được không? Dạ, Mỹ Hồng với Mỹ Vàng hiện giờ nó đang hiếm, còn Mỹ Hồng thì giá nó từ 2 triệu tới. Nhất như là cây này không có nhiêu tiền? Dạ, cây này là 2 triệu. 2 triệu. Cây này trang thì theo em thì nó là giống trang gì? Dạ, đây là Mỹ Hồng. Mỹ Hồng hả? Mỹ Hồng. Ăn ơi, tham khảo ăn ơi, ăn nó cũng bắt đầu bước vô chơi ngày trang đây, mấy tháng nay đây, ở đây quá trời không? Có biết gì thì hỏi anh. Không, chỉ cần mình biết mình báo giá thôi, còn vấn đề, còn cái cây màu vàng với kia là cây trang thường, vàng thường. Dạ, nó là trang vàng ta, vàng lá phương. Đó, đó cây Mỹ Vàng, anh quay cây Mỹ Vàng, đang hết Mỹ Vàng. Đang hết cây Mỹ Vàng đó đó hả? Ê, ăn cây Mỹ Vàng đó đang hết hàng phải không? Dạ, hết hàng. Như là bên... Bên ăn có một cây phải không? Ăn có một cây phải không cây? Ăn. Ăn có hai cây lớn. Hai cây lớn hả? Cây người ta đang kêu chuộng cây này ha. Rồi cây này gốc rất là to không? Cây này em ghép hả? Ghép là cây ghép. Cái khúc này là của nó là cái dòng gì? Trang luôn. Cũng là trang rồi, hả? Nhưng mà dòng trang này sức sống mạnh liệt đó. Thấy không? Ghép lên nó lá cái đó. Ý anh hỏi là cái cốt của nó là cái dòng gì á?
Dòng trang luôn, trang luôn. Là trang giống gì? Cái này hả? Đỏ hay là... Cái này là trang đỏ, đỏ nhung. Đỏ nhung. Nó lớn phải không? Đúng rồi. Nó nhung nó lớn, giống như già. Đúng rồi. Nhưng mà cây này giờ mình ra cây thì cây này bao nhiêu tiền? À, khoảng 20. 20 triệu hả? Dạ. Ồ, giá cao thế à? Ồ, cao. À, nó bông nữa nè. Ờ, cao quá ha. Mỹ vàng nè. Ờ. À, sẵn bà con mình chưa có biết được cái mặt ông Mỹ vàng thì thành chịu bữa không ăn con cây không chịu bán ăn làm giống hả? Đâu làm giống. À, không ăn con cây. Ờ, giá rất là cao ha, ăn hết hàng. Đây là Mỹ nè. Trang trang đang hút hàng. Còn nếu mà cây cây Mỹ Hồng này giờ bao nhiêu tiền? Tầm khoảng 800 đến 1,2 triệu. À, 800 đến 1,2 triệu hả? Mỹ Hồng. Ba cây Mỹ vàng. Nhiều lắm. Hiện tại là đang có đang tầm giống. Khoảng 1,000 cây như thế này. Ồ, hàng đang giống. 1,000 cây. Thằng dắt này những giống nhanh mà nếu mình riêng thì nó chậm. Sao thế? Riêng thì nó chậm đúng không? Nhưng khi mình ghép thì nó mình chỉ cần trong vòng 5 lần. Kiểu như cái này năm mà là tàn nó to. Ừ, đúng rồi, nó lên. Lên. Dường cái bè. Rất là nhiều trang ha. Cái trang Mỹ Hồng lớn hồi trước là mình ra bao nhiêu? Dạ, cái bộ đi trước. À, 25 triệu hả? À, quá trời ha. Ra trước đi. Ra trước cho các bạn xem mấy cái trang lớn đây các bạn ha. Mỹ Hồng này đẹp nè. À, ăn nó mê lắm, ăn nó đang bắt đầu bước chân vô cái nghề chơi ông trang này. Bây giờ trang này là Mỹ Hồng người ta đang thịnh hành. À, đúng là cái cây kiển nó cũng như theo cái thời theo cái mô đen đúng không? Ví dụ người ta đang chơi một cái thời điểm người ta chơi thì hút hàng cây đó thì giá nó cao lên. À, khi mà nó bảo hòa thì giá nó khác đúng không? Mặt hàng cây kiển là theo năm thu thấy thì cây này như là giống giống nào nó cũng vậy hết. À, mà trang Mỹ Hồng thì đặc biệt thì nó bông nó quanh năm, nó đẹp quanh năm. À, mình chơi được quanh năm chứ cái loại này nó kháng bệnh chăm cái công chăm sóc mình không có khó đúng không? À, chăm sóc thì dễ. Vườn còn nhiều gốc bự hơn này. Ờ, gốc cả trăm năm. Ờ. Hoành khoảng 40. Ừ, quá trời. Như gốc này cũng vài chục năm rồi nè. Cái này nhỏ nhưng lớn. Đúng rồi. Nhưng nó ví dụ giờ cái này có thể báo giá lên trên đáy được không? Được. Ví dụ cái này giờ tàn ngang khoảng 2,5 m à. 2 m. Đúng rồi. Cái cây này thì khoảng bao nhiêu? 3 m dọc. Cây này giàu giá thì bao nhiêu? 75 triệu. À, 75 triệu. Cây này là tại mới mình mới đem lên chậu nó mình cắt bông. À, chứ cái này nếu mà bông rồi thì không thể nào mà tưởng tượng được. Ừ, nó rất là đẹp. À, y chang như thế này đấy nhưng mà nó là có tàn rồi. Theo hiện nay chú thấy là như là cái cây bông trang nó đang chạy đua giá với cây mai đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đang chạy đua giá với mai đó anh. À, thấy giá nó rất là cao. À, giá của nó là cao như thế. Ăn này lúc trước là cũng ăn là chuyện nhà mai nhưng mà mới mấy tháng gần đây thì ăn chuyển sang mặt hàng về con trang. Theo thời điểm giờ nếu mà ai mà có Mỹ vàng là người đó thắng. Có trong mình... năm sau là thắng. À, Mỹ vàng. À, Mỹ vàng. Mỹ vàng với Mỹ đỏ, đỏ mà phải đỏ là đỏ đỏ, đỏ Mỹ nha. À, là năm sau là thắng. Chú thấy cái đỏ nhung là nó không có giá thôi. Dạ đúng rồi, đỏ nhung thì nó cũng ngang với Mỹ Hồng. À, ngang Mỹ Hồng. Và kém người chơi cái bông của nó thì bông thưa. Dạ. Cảm ơn hắn, hai chú đến đây chú cũng làm clip để chia sẻ cộng đồng mạng để đến đây để ủng hộ cho con hắn. Dạ, dạ. À, chúc cơ cửa hàng của con là mua mai bán đắt. Dạ, dạ. Tết vui vẻ hắn. Dạ, dạ. Đây lô số mấy con lóc? Lô này là lô số 140. À, con tránh vô 140 các bạn ha. Dạ thôi anh ơi, à, cũng hết thời gian hết giờ rồi, mình cũng làm gì? Đi nữa không? Hay đi quét quan cái rồi. Dạ thôi em chạy quét quan cái hả? Khỏi dừng rồi hả? Rồi thôi chúc các cháu mua mai bán đắt hả? À, trang đẹp quá trời luôn. Chú đó tên gì để con theo dõi? Kênh Thu Bonsai. Thu Bonsai. Ờ. Đây. Thấy chưa? Rồi chạy vòng đi anh ơi. Chơi tới luôn bác Tài. Rồi. Chạy tới đi. Chạy tới vòng đi. Qua đây cái đường qua đông về tôi thắt rơi không mình cái đầu nó quay về cái vùng cũ mình chạy rồi phải là mình quay về hướng này còn hướng này mình đâu có quay đâu hướng mình tự tay phải mình có quay rồi. Rồi, nhiều.
trưa khoảng 24 Tết các bạn. Đây là nhiều cây. Mây bông gà. Tại vì nó có một số mẫu hàng nó trùng lặp với nhau, thành ra anh Thu cũng dừng lại để chia sẻ các bạn một số gian hàng là tiêu biểu thôi ha. Chứ còn mình không thể nào mà không có thời gian để mình đi từng gian hàng. Mấy con chanh nhiều quá, thì không mấy cây chanh được không? Ở đây thôi. Đúng. Tính là chia tay với các bạn, nhưng mà trước bàn thông thu là có một số mẫu trang đẹp quá các bạn ơi, mình cầm lòng không được, mình cũng phải ngừng xuống đây để mình cũng quay chi tiết để chia sẻ cùng các bạn ha. Đây những cái mẫu cái mai là mai xoắn đây, mai xoắn. Xin chào ông chủ. Mấy nay năm sủ nha bà con, hôm nay năm sủ là thử ra nhà vườn người ta cho vô cái chậu con trâu. Thấy cái mai chú cũng lớn ghê hơn trước đó ha. Trang bự quá, trang là mấy chục triệu á. Không có tiện hỏi giá, những nơi người ta có thể công khai giá. Rất tiếc là có những nơi thì chủ vườn người ta, chủ shop người ta công khai giá, rồi có những nơi người ta không có công khai, thành ra nông thôn cũng không hỏi giá được cái cây mía hồng như này. Cái gốc này theo dự đoán của mình khoảng nhiêu, 70 triệu không, 70-80 triệu. Cây của người ta mình không dám biết. Nếu mà có giá thì chắc cả trầm á, cả trầm, cây lớn quá trời mỗi người. Mía hồng, mía hồng rất ngôi. Tiếp năm. Đến đây Năm Thu xin nói lời chia tay với các bạn, chúc các bạn một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, luôn luôn gặp những điều như ý các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.